Những ngày qua, người dân Hà Nội, đặc biệt là khu vực các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, hoang mang lo lắng khi nhận thấy rõ mùi khét lẫn với mùi thuốc sát khuẩn clo trong nước sinh hoạt được cấp từ công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Vinwasco. Sau khi thành phố Hà Nội khuyến cáo không dùng nước sông Đà để nấu ăn, nhiều cửa hàng tạp hóa, siêu thị ở những khu vực bị ảnh hưởng đã cháy hàng các loại nước lọc đóng chai loại 5 lít và loại bình 20 lít. Người ta như nhà nào cũng phải nhu cầu dùng đến nước, cho nên là cả cái la vi cũng không thể đủ cung cấp cho rồi. Như chị bán đến ngày hôm qua đến 80 bình cũng không đủ được. Dần có những xe test nước của trên nước sạch của thành phố Hà Nội về, mà nước về chỉ đủ cho họ sinh hoạt rửa ráy rồi, còn không thể nào mà ăn uống mà đủ được. Một siêu thị khu vực chung cư HH Linh Đàm cũng trong hoàn cảnh tương tự. Đại diện siêu thị cho biết các bình nước đóng chai loại 5 lít trở lên đã cháy hàng. Người dân chủ yếu đi mua lúc sáng sớm, giờ chỉ còn những thùng nước chai 350ml, 500ml. Các đơn vị lớn phân phối nước uống đóng bình cũng phải tăng năng suất để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 3 ngày nay do nhu cầu của người dân dùng nước tăng cao, do nguồn nước bị ô nhiễm nên nhà máy sản xuất không kịp để đưa về cho các nhà phân phối để giao nước cho các cơ sở hay là người dân tiêu dùng. Nhu cầu của người dân ở quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân dùng rất là nhiều nước. Thì những ngày vừa qua em vận chuyển khoảng tầm từ 300 đến 400 bình, thì so với ngày bình thường là gấp đôi. Trước thực trạng trên, Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai, đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá bất hợp lý nhằm trục lợi, làm lũng đoạn thị trường.